Xin chào mọi người nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trên tay mình đây đó là thần chiến tranh huyền thoại. Một khi đã quay là không bao giờ dừng lại. Sáu lòng mắc của nhà bà ma luôn. Mình sẽ mang vào test chế độ zombie nâng cấp, kiểu tự nhất hạnh của mình ấy. Cái để được bán chế độ này anh em phải lên chỗ nào cao, đó là chỗ này. Cái điều này được viết sẵn trong sách giáo khoa rồi. Úi giời ơi, em vừa lên anh đã đứng sừng sững ở trước rồi. Anh tơ min chim to à. Tốt nhất là anh em lé thằng đấy ra. Bạn nào không ăn mắm tôm là nó ngứa để bị ngộ độc đấy. May quá nó không đuổi mình. Rất cảm ơn bạn, mình nhìn cái ánh mắt mà nó không có tính thù hận là biết rồi. Người tốt mà, Ngọc Trinh cơ mà. Body gọi là chuẩn từng vòng một. Nên là không phải sợ, bọn này nó dại gái lắm. Rồi quay nào. Rồi ôi, lên hết đây. Thằng nào thằng đấy dơ hết cái mặt lợn ra. Mình quay một phát thôi là dỗ cả mặt. Úi giời ơi, thùng hàng thất thủ. Thất thủ, tuyệt vời. Anh em cứ chết đi. Một tí nữa mình làm đám dỗ cho tập thể nhá. Để vài hunter mới ảo diệu. Cái gì đây? Ở cái thằng tía trước nó nhảy kiểu đấy đã không bao giờ nó lên được rồi. Cố lên, chém quánh bó mẹ luôn. Thằng này rất là cái bố láo. Cái tội chỉ để chờ thời cơ để móc người khác thôi. Cái tội đấy là cái tội đáng trách. Lên hết đây, đúng rồi, cố lên nào bạn ơi. Đam của cái khẩu 6 lòng này nó lại yếu quá cơ. Có chị tá lên rồi em cũng té. Không dinh dáng vào những cái đứa như này. Nó thủ dài nhớ lâu lắm. Bọn này nó chơi kiểu cục xúc lắm. Nó nhảy một cái này thôi, nó đập mặt mình ngay. Úp mặt vào sông quê luôn. Rồi, không có con nào tiến hóa, đuổi cái lâu mới đuổi được mình. Hay quá. 1 viên 7, vẫn cần tốt. Có cái định mệnh có 26 viên như này. Bạn ấy mình có bom mà đã. Nên là bạn đáp nữa, đáp mãi thì mình cũng không chết được đâu. Cứ thoải mái đi. Nhà mình cơ mà, buôn lựu đạn mà. Mới làm gì? Còn lại nữa này, cái định mệnh nhà mày. Cái gì rìa máu này vậy đó. Úi giời, vào đây. Nào, mày nhấp nháy á, chạy lên quận. Bây giờ thì chạy đi đâu? Đi đâu? Đi đâu ở con sâu? Úi giời ơi, thôi bạn ơi, từng đứa một thôi. Em không chịu được. Thôi giời. Đã yêu sinh ly mà bọn nó cứ bắt mình đú. Thì làm sao mà đú được? Một thôi, mình thề các bạn được đè từng thằng ra sấp mặt luôn. Mà kiểu này mà nó chơi tập thể em cũng chịu. Ấy chơi này mới vui chứ. Thể thao mạo hiểm. Em lại lên đây thôi. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, để chơi được cái loại này lúc nào về mang cho mình cả một đống bom. Hết là phải nhặt hòm. Không tí nữa con. Vâng, nhìn thấy chữ F12 mình vô thức ấn ESC. Đang bỏ phiếu, đắng mề. Vâng anh em, bà kia đang lôi mẹ của thằng tướng kích mình ra để chửi. Rất tuyệt vời bạn ạ. Đi đâu? Nhấp nháy như điển hết đêm nôi em đây mà lỗ gì? Này thì mày lỗ này, không tỉnh thật đi. Thính như gì ấy? Nghe tiếng bước chân mình không ra nó chém luôn. May phát đấy là số mình còn là số hưởng đấy, chưa chết đâu. Rồi lại lên đây thôi. Anh Tơ anh cứ làm ăn nhiệt tình lên, chết càng nhiều càng tốt. Hay. Ồ, thế các bạn leo hết lên đây để giúp nó lên à? Rồi, cố lên, chém chết em nó luôn. Ôi trời ơi. Ôi em mất giáp rồi, không lên hổ báo. Vào đi. Ok. Hổ báo chết sớm lắm. Bây giờ đang cái tuổi thanh xuân, nó cứ hừng hực như này là chết là hơi phí. Rồi nhìn những anh em cầm toàn súng như thùng hàng này thôi. Cảm đi. Bối rối. Một cái điều mà nó khó nói. Không biết gì phải sợ hết. 2000 viên 6 lòng nó quay cẩn thận nhá. Mày đấy, phát đấy mà con y tá nó chém nó một đứa thôi là cả lũ ấy đấy vỡ mồm đấy. Cái đằng sau là sau là sau là sau. Hết sự bình tĩnh, minigun. Hai bố cầm minigun KC. Quẩy như đúng rồi ấy. Này con đấy con tơ cứ đá bom lên là toàn nhồi đạn cho nó thôi. Nhiều khi chính bạn này đang tự bóp ấy mình đấy. Này cái nhòm này. Có đây có úi sỏi ơi, bắn hộ cái nhé. Hộ cái. Mày quá. Làm gì? Thôi. Em xin các bạn rồi. Lên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Chị tá ơi, để đứng từ sau và nhìn em âu yếm hơn. Bye bye nhá, không thuộc về nhau rồi. Quay lên, nhấp nháy này, bô lao này, double kill. Còn đấy, hỏi chạy đúng một vòng, cuối cùng em vẫn sống nhăn răng ra solo luôn này. Zoom non khẩu này thật sự luôn, nó quay cho một cái thôi là dỗ người. Quá phê. Tuyệt vời ông mặt trời. Chiến tiếp thôi.
Vâng, lại là một câu nói thể hiện tinh thần bất khuất của mình. Lần này không phải zoom out, mà phòng đấy nó thủ kinh quá, không có zoom. Thôi mình ra một khác mình chiến. Chứ cái khẩu này mình thề với các bạn bắn là phải được hero. Chứ riêng mà có ít zoom bay ấy, đứng một chỗ mà theo cả trận ăn được 1-2 kill, cay lắm. Có bạn nào biết không nhỉ? May quá, trên đây rất đông mà không thảo nhọ. Chứ trên bàn thờ kia là toàn thằng nhọ mà còn lắm lông nữa cơ. Cá tơ, cá sông chủ, cà phê. Ôi giời ơi, lên đây. Hào có ý định la liếm bên đây một tí thôi nhá. Bắn vỡ mồm luôn. Ui, làm gì? Ôi, cái thanh niên này ngáo à? Tốt thế. Bot kill cho Zumbai. Lộ liễu quá. Rồi đây, bắn hộ cái. Rồi. Vậy thấy đã, mình đã quay thì bố đâu trả lên đây được. Thế cho nó nhanh. Này thì mày bố láo này. Ngon đấy, chỗ thủ này ngon đấy. Quậy lên. Úi giời ơi. Thằng này nó cũng moi đây, vâng, nó biết chỗ này là an toàn. Bắn hộ cái. Rồi, yên tâm, anh em mình bị hiệp trợ nhau thật tốt. Rồi, hero mới ngon chứ. Ý giời, vỡ mồm. Ôi giời ơi, này thì mày nhấp nháy này. Ôi, có bồ kìa. Nó lại thơm quá cơ. Úi giời ơi. Hiệp trợ, anh em là phải bảo kê. Thằng nào chạy cái giáp gì nhỉ? Cái định mệnh nó nữa. Freddy đang quay ngon. Tự nhiên bật giáp, hơi hãi. Vâng, lại một phát vô thức ấn biến con hero luôn. Chạy đi đâu? Vâng, anh em đứng lại cho mình chém tí nhỉ. Ôm cái. Mình làm tí. Chém cho mình xin 200 máu rồi. Đúng rồi, đấy, người ta gọi hiến máu nhân đạo đấy. Chính xác luôn. Mình sẽ trao huân chương vinh dự cho bạn. Hồi té. Cảm ơn cái thằng đầu bò mà lợn như này, tốt nhất anh em chạy. Tựa lợi dụng cơ hội quay lại mà vã nó. Mày sao đây? Ồ. Cái định mệnh nó chém ăn được 2000. Cái gì vậy? Vâng, một pha hơi khó hiểu. Chém hai pha lại là 2000. Mà có chức năng đặc biệt. Lạ nhè. Ôi, nhiều khi mình cũng không để ý cái mới đâu, mình cứ tưởng nó chém gì con hero cơ. Thế bất nào nó lao sang. Mình người ta gọi đứng đây là hóng hàng đấy, nhưng mà bị nó hóng lại. Có nạn cái thân tôi. Vâng. Bạn ấy kiệu. Chấp nhận để người khác đè đầu cưỡi cổ lên. Một tinh thần bất diệt. Ôi, mình lại chém chết bạn luôn rồi, xin lỗi nhá. Mình cua bừa, ai ngờ lại chết bạn. Ui giời ơi, rách tì ma của nhà bà Tích. Đấy thì mày được, thằng này phải lo ngồi đầu mình nó bắn trận vừa nãy này. Úi giời, lộ liễu quá. Sau bắn này mình lắp thêm cái lòng giảm thanh của 3Z. Đây bạn bắn cứ đường đoàn, thằng nào chẳng biết bạn đứng ở đây. Rồi từ từ nha, mình lên với bạn ngay và luôn, không có gì phải sợ. Lên luôn, mình lên ngay mà. Phải sợ ấy, nhìn nó chơi như vật lửa đã cảm thấy phê rồi. Úi giời ơi. Thằng này nhá, thằng này mình ghét rồi đấy. Rồi đằng kia nó nhìn thấy mình hủy diệt nó ra nó giết chứ. Chạy đâu? Cầm TP không nào mà mình đi được. Cái định mệnh phải chặn đường rồi, cái này là anh em phải động não. Sử dụng cái chất xám ở trong đầu ấy. Ôi giời thơm. Xin lỗi bạn nhá. Cái chất xám của mình nó hơi nhiều. Bình thường ở nhà bố mẹ mình toàn bộ đấy là bá đậu thôi, nhưng mà khi vào đây mình cảm tưởng nó lại không phải là bá đậu nữa rồi. Ngon quá. Tiền ruby thế kia bạn ơi. Bạn đừng làm mình bối rối nhá. Có thanh niên đến tốt nhỉ. Trận lao kiệu cho người khác lên thôi. Ăn cái gì mà tốt thế nhỉ. Ôi bạn ơi, kiệu lốt mình lên cái. Lên cái. Đồng quá. Rồi, rất xin lỗi anh em. Lại zoom tiếp rồi, lại cân bản đồ rồi. Ui giời, cái mông kìa. Bọn đây là bọn này đang thi hoa hậu mông đấy. Lúc nào đây chóng hết là mặt nhau rồi. Rồi, tuyệt vời rồi. Ui giời ơi. Rồi, hàng về. Đấy, chém mày như thế mày là xong trận không? Chúng ta đỡ phải mệt mỏi. Bình tĩnh nha. Con này nó cần cho nó của cho một phát thôi. Thật sự là còn hơn người đi thẩm mỹ viện cơ. Chính bạn cũng không nhận ra mình luôn. Nào, vào đây. Xong kiếm này. Xin lỗi bạn. Mình biết là làm hero cái mạng này nó cũng hơi khó. Tại là nhiều khi ăn hên mới làm được. Nhưng mà xin lỗi bạn, mình hơi cục xúc. Nhìn qua đây mình không kiềm chế được cảm xúc. Ăn cho hai đứa thế này, anh em làm gì con hàng mà ăn nữa chứ. Xin lỗi nhá. Các bạn phải
lên, không sao hết. Mạnh mạnh dữ. Tất nhiên mình mà lại người ta đã học song kiếm từ bé mà múa kiếm như múa đũa ấy. Ôi ôi thanh niên này lại kiệu nhau. Vâng, anh em cứ kiệu nhau lên thôi, mình lên trước nhá. Không thảo lên hết. Nó không nào biến dùm. Ấy cơ, đứng cạnh mình nó hên lắm. Thỉnh thoảng những cái thằng nào nó nhiều lông quá thì nó mới biến thôi. Hên lắm. Đau chưa cơ chứ. Có thanh niên núp vào trong cột là không ra. Lạ nhỉ. Rồi, đấy đông đông đấy. Mình ngồi đây là mình có cảm thấy là có tương lai đấy. Đâu hết rồi. Anh em xếp hàng lên thiên đường nào. Thì có vé đấy, thì mày lúc nào cũng đi được đâu. Đấy, zoom non kìa. Ôi, lên đây thì thật sự là cái đầu của bạn lát bét chứ. Khổ quá cơ. Rồi, hàng về, được rồi. Ôi, chạy rồi. Ôi dồi, ui giời ơi. Thôi, tao xì chúng mày. Các bạn ơi, bọn này đuổi sát đấy nhỉ. Không lên đây rồi. Ai đi được ngốc. Quay lên. Đây, mình lại lui về phía sau thôi. Được rồi. Úi dồi, thôi. Vâng, mông con Ngọc Trinh đập đúng cái đầu đó. Rơi luôn. Người ta đây gọi đấy là mộng lăng đấy. Lăng quá. Chứ cái bọn này không bao giờ nó đuổi được. Thật sự luôn đấy. Lục VIP cơ mà. Chứ có phải là lục cùi đâu. Rồi xuống. Úi giời, bạn lại ăn thính rồi. Công nhận mình mới ra giọng thơm thế. Thằng nào cũng thi nhau mút thôi. Nào. Thôi. Úi giời ơi. Vâng. Nó đang cố. Úi giời. Úi giời. Tao cũng ạ chúng mày. Khiếp chưa, chưa vừa xã giao cái mất luôn 3.000. Đấy, cái giá phải trả đấy. Sang này. Còn lâu tao mới chết nhá. Còn lâu nhá. Bọn này solo luôn. Tao solo mày luôn này. Vào đây. Ô, sao xa vậy? Mình có dừng clip ở đây nhá. Kiệt sức.